Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Người Bù Chúa. Bộ truyện tranh One Punch Man vừa ra mắt cho tờ 220 với những hé lộ sức mạnh của top 1 server Saitama. Giờ hãy cùng chúng mình lướt qua nội dung và cùng phân tích nào. Ở chapter 219, sau khi được thăng hạng A class, Saitama được phân chia chỗ ở thuộc khu nhà liên hợp của Hiệp hội Anh hùng, nơi mà lập ra quy tụ toàn những anh hùng A class trở lên ở cùng với giới siêu giàu, cùng với sự bảo vệ từ những anh hùng mạnh mẽ là những robot tân tiến hiện đại của siêu anh hùng rank S, hiệp sĩ kim loại. Hắn tự tin rằng robot mạnh mẽ của mình có thể ngăn cản bất kể loài quái vật nào dám xâm nhập vào trụ sở. Đen là cái nhân vật mà chúng nó ra chặn lại là anh hói nhà ta cơ chứ. Và phá hoại ầm ĩ đấy của anh chọc làm anh suýt phải tán ra bại sản khi giá của những con robot lên đến cả tỷ. Cũng may là có King xuất hiện và giải vây cho anh chọc khi cũng xác nhận là những con robot là tự phát nổ. Nhưng có vẻ như vậy là không đủ thuyết phục khi mà đã bỏ ra rất nhiều tiền để phục vụ việc thiết kế và phát triển của hiệp sĩ kim loại. Trụ sở đã gửi hình ảnh trích xuất camera an ninh cho ông để giải thích sao cho sự việc bị lỗi lần này. Và qua cuộc hội thoại của mấy người ở phòng an ninh thì có thể thấy qua rằng hiệp sĩ kim loại hay bỏ ngoài tai mấy lời của hiệp hội, rất tự tin vào những sản phẩm của mình khi hay tự khoác lác rằng đống robot ấy có thể đẩy lùi bất kỳ quái vật nào. Đúng vét lác thật, thử con rover nó không bị teo lại hay tinh trùng đen nó đủ các cá thể thì lúc ấy chắc chúng nó cho đi bán đồng nát hết cả nút, chứ mà đẩy lùi bất kỳ quái vật nào. Khi ở phòng riêng để quan sát các hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, hiệp sĩ kim loại đã phát hiện ra đống robot không phải bị lỗi tự phát nổ, mà thủ phạm thực sự là anh chọc người ta. Hắn khá bất ngờ khi mà kẻ ra tay chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cũng đúng khi mà những gì ở trong hồ sơ lúc đấy của anh chọc cũng không phải gì quá hoành tráng, cũng chỉ là anh hùng hạng A cấp 39. Nhưng hắn lại nhận ra có sự bất thường khi anh chọc 65 ngày trước là anh hùng cấp C, thằng hạng B vào 43 ngày trước, và cuối cùng 2 ngày trước là hạng A. Tốc độ tăng cấp mà hắn đánh giá là rất nhanh. Đột nhập vào cơ sở dữ liệu anh hùng để xem có thông tin nào của anh chọc được che giấu không, cũng chỉ hiện ra vài thông tin nổi bật là trấn áp ninja Zukon Sonic ở công viên, hỗ trợ phá hủy thiên thạch rơi ở thành phố Z, hỗ trợ tiêu diệt đầu sỏ quái vật biển sâu ở thành phố G, và cuối cùng là tham gia vào trận chiến với Garou ở thành phố Z. Có vẻ như vậy là khá sơ sài với hiệp sĩ kim loại khi hắn chỉ đánh giá là có vậy thôi. Hoạt động của anh chọc khá bình thường và có vẻ chỉ là đang tạo lập một bảng thành tích đẹp. Cũng đúng thế thật, nếu các báo cáo thông tin cũng chỉ là hỗ trợ thông thường, nhưng hắn đâu có biết cái tên gọi là ninja côn đồ kia mạnh ra sao khi có thể cho cấp S Genos ăn hành. Cái thiên thạch phá hủy kia cũng là do phá bằng một đấm, quái vật biển sâu hùng mạnh có thể đánh thắng cả cấp S Genos, nhưng rồi cũng đi bán muối bởi anh chọc. Nhưng những chiến công trên đã bị vài chấn bé đu phủ nhận và rồi thành hiệu ứng đám đông, và các chiến tích đều chỉ là hỗ trợ. Đến cuối đánh nhau với Garou cấp God hùng mạnh thì chả có ai quan sát để mà tường thuật và báo cáo được cả. Tuy nhiên, hiệp sĩ kim loại vẫn là thiên tài nên vẫn tỉnh táo và nhận ra sức mạnh của anh chọc là ngang ngửa và thậm chí còn mạnh hơn là anh hùng cấp S. Qua việc xem trích xuất cảnh hạ đống robot ấy và có chi tiết hắn đề phòng anh chọc liệu có thể trở thành kẻ địch của hắn hay không và sẽ để mắt tới anh chọc nhà ta. Chi tiết này liệu có phải gợi ý để thấy đây là một nhân vật mưu mô sẽ có những nước đi riêng ảnh hưởng tới ác sắp tới không nhỉ? Sau đó là truyền cảnh về 2 ngày trước, ở trụ sở Hiệp hội Anh hùng, khi ấy đang có cuộc họp giữa người của trụ sở và một vài anh hùng cấp cao như là Zombieman, Flashy, Genos và Mặt Nạ Mật. Lý do cho cuộc họp này là bởi có vô số báo cáo về các hiện tượng bí hiểm xảy ra trong nhiệm vụ xóa sổ Hiệp hội Quái vật mới đây, và nghi ngờ khả năng những báo cáo ấy liên quan tới lời tiên đoán về việc trái đất đang gặp nguy. Và cuộc họp này cần giữ kín bí mật tuyệt đối mọi thông tin trao đổi. Có thể thấy được tầm quan trọng của cuộc họp này, dù rằng vẫn có sự thiếu nghiêm túc và chuyên nghiệp từ vị trí của anh hùng Mặt Nạ Mật. Và với sự tôn sùng và thần tượng dành cho người thầy của mình, Genos xung phong bắt đầu trước tiên để nói về các hoạt động của thầy. Mỗi tội là xin quỹ thời gian nhiều quá, thành ra là bị đẩy cho nói sau cùng. Cuộc họp bắt đầu từ Zombieman, anh kể về trận chiến với tư lệnh của Hiệp hội Quái vật Vua Không Nhà. Qua những gì anh kể và mọi người cùng phân tích thì họ đang tạm hiểu có một thực thể rất hùng mạnh là God, có vẻ đang trao sức mạnh cho những kẻ mà hắn thấy là phù hợp. Hắn xuất hiện bằng cách thâm nhập và giao tiếp trực tiếp trong tâm trí của những đối tượng mà hắn nhắm đến. Nếu đối tượng mà hắn nhắm đến có tinh thần thép và nhất định từ chối thì hắn sẽ không thể xâm nhập, nhưng nếu chỉ cần bắt tay tiếp nhận thì sẽ nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ mà hắn ban cho. Điển hình như Vua Không Nhà ban đầu chỉ là người thường, sau khi nhận sức mạnh của God thì đã trở lên mạnh mẽ và là một trong những tư lệnh cấp cao của Hiệp hội Quái vật. Hay là Garou sau khi nhận sức mạnh từ God đã trở nên mạnh mẽ khủng khiếp ra sao? Khi đang nhắc đến God thì bỗng nhiên Frosty có đề cập tới Siege, thành viên cấp cao của Hiệp hội Anh hùng, về Blast. Frosty bảo Blast có lời hỏi thăm gửi tới Siege, và Siege có biết gì liên quan tới Blast không? Đến đây thì Siege đành thú nhận sự thật mà ông vẫn hằng giấu kín trước giờ là suốt 2 năm qua, Blast vẫn không ngừng chiến đấu với God mà mọi người đã chạm trán. Khi nghe đến tin này thì mọi người rất bất ngờ.
Tất nhiên rồi, khi mà mọi người chỉ vừa mới bàn luận và biết đến cái thực thể được gọi là COD ấy thì thực ra anh hùng top 1 Blas, người đã biến mất bao lâu đã theo đuổi và chiến đấu với nó từ rất lâu rồi. Blas cùng với đồng nghiệp đã thành một nhóm và truy tìm một chiếc hộp bí ẩn có thể biến người ta thành quái vật. Và 2 năm về trước khi đang chiến đấu với quái vật cấp rồng giết trưởng lão, Blas đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với COD và COD đã thâm nhập và giao tiếp với Blas nhưng anh đã từ chối tiếp nhận sức mạnh và kháng cự lại. Nhưng COD quá mạnh đến mức hiệp hội so với COD chỉ như là trứng chọi đá. Và để an toàn hơn, dù chỉ chút ít thì Blas đã giấu đi sự việc về COD lần ấy. Và việc Blas biến mất mà không để lại một lý do nào là để bảo vệ mọi người. Và nếu Siege có báo cáo sự việc với cấp trên, ông cũng lo đấy chỉ là bao biện để né tránh trách nhiệm trong việc để giết trưởng lão chạy thoát. Khi mọi người đang suy nghĩ về việc sao Blas lại chọn giấu đi chuyện ấy, thì Genos đã nhận định rằng nếu mà sự việc được nói sớm hơn, thì thầy của anh, hay theo chúng ta hay tự biết là top 1 server, chắc đã xử lý xong từ lâu rồi. Siege định phủ nhận và muốn nói rằng chỉ có Blas mới có khả năng chiến đấu với COD, thì Genos quyết định nói ra toàn bộ sự việc như là một thông tin đại quan trọng về sức mạnh thật sự của top 1 server. Khổ nỗi cái hào hùng là thế mà kể tận 4 giờ thì ai mà chịu nghe, nhất là tình tiết lại quá ảo ma Lazara. Đến mức mà mặt nạ mật thì bỏ đi vì vướng lịch làm việc, Frashi thì còn ngủ gật trong khi nghe cậu kể. Và vì là câu chuyện khó ngờ tới nên mọi người có quyết định sẽ xác nhận trực tiếp với Saitama, nhưng mà có vẻ anh chọc lại chẳng nhớ gì trận chiến với Garo từ đoạn giữa trở đi, theo như lời Genos kể, định xác nhận với Garo thì hắn lại bị đánh cho mất cả trí nhớ. Đúng là thân phận của top 1 có phải từ từ mới công bố hoàn toàn hết được. Nhưng sau đó có một chi tiết khá quan trọng khi mà có thông tin Blast nói rằng có gì đó ở chiều không gian này đã hút COD tới đấy. Liệu đây là gợi ý cho tương lai tái va chạm giữa các top server tiếp hay không đây? Kết thúc cuộc họp, Siege có nói là Blast sẽ sớm trở lại và cùng lập ra kế hoạch ứng phó. Điều cần ưu tiên hàng đầu là đoàn kết và thống nhất giữa các anh hùng. Điều nghe có vẻ đơn giản ấy nhưng lại không đơn giản chút nào. Dù chỉ là cuộc họp với một vài anh hùng cấp cao thôi mà chúng ta cũng có thể thấy được sự thiếu đoàn kết tập thể, mỗi người một ý kiến riêng. Mọi người lần lượt bỏ về, Genos thì vẫn thể hiện sự thần tượng của mình dành cho người thầy mạnh mẽ. Điều đó làm dấy lên những hoài nghi về sự thật trong những lời kể, nghe có vẻ khó tin của Genos. Vì dù gì, đó cũng là những lời nói từ một anh hùng cấp S mà Zombie Man thì hoài nghi về chi tiết có người tháo bỏ giới hạn sức mạnh. Rashi thì nhớ về quãng thời gian đi cùng anh chọc trong trận đột kích ở hiệp hội quái vật. Và mặt đạ mật thì suy nghĩ về một anh hùng đủ phẩm chất để ngồi ghế cấp S lại sùng bái đến vậy, thì liệu có phải là một anh hùng lý tưởng hay không? Với những sự hé lộ dần về sức mạnh thật sự của top 1 server, cùng với đó là việc đề cập nhiều hơn đến những cái tên như là COD và Blast, liệu thời gian tới anh chọc có được mọi người biết đến và công nhận sức mạnh của mình hay không? Liệu ác tới sẽ là sự va chạm giữa các top server như Saitama, Blast và COD chứ? Hãy đồng hành cùng với Weebu Chúa trong những chap tiếp theo và chúng ta sẽ cùng bàn luận và phân tích tiếp nhé. Giờ thì tạm biệt mọi người, nếu thấy thích thì hãy để lại một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Weebu Chúa ra thêm nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!